Chiều ngày 20 tháng 7, nguồn tin địa phương cho biết một vụ lở đất đã xảy ra vào lúc 15 giờ 30 phút tại thôn Trung Tâm, xã Đại Nà, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Đáng lưu ý, vị trí lở đất trong khu vực đã xảy ra sự cố tương tự lúc rạng sáng ngày 15 tháng 7 tại xã Đạ Nàng, khiến một người chết. Khoảnh khắc xảy ra lở đất được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Theo video, một mảng đồi phía tây ta luy dương dựng đứng ven quốc lộ 27 bất ngờ sụt xuống, vùi lấp một căn nhà dưới chân đồi. Cả trăm khối đất tràn xuống đường quốc lộ 27 tại vị trí sạt lở, gây ách tắc giao thông tạm thời. Theo lãnh đạo huyện Đam Rông, điểm sạt lở này đã được địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm và phong tỏa. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, địa phương cũng đã buộc các hộ trong khu vực nguy hiểm di dời. Nhưng thời điểm xảy ra sự cố, có người quay lại để lấy đồ và đã bị vùi lấp cùng với căn nhà dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là nam, sinh năm 1988. Cùng lúc đó, một người đi ngang qua vị trí vào lúc xảy ra lở đất cũng đã bị thương. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động di rời ra khỏi khu vực đã được chính quyền cảnh báo sạt lở và không trở lại sau khi di rời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển, gây mưa lớn cho nhiều khu vực. Và đây là cơn áp thấp nhiệt đới được hình thành khá nhanh từ một vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông vào sáng ngày 19 tháng 7. Trong những giờ qua, bão áp thấp nhiệt đới sẽ duy trì đi theo hướng Tây Bắc, hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, do áp thấp nhiệt đới ở giai đoạn mới hình thành nên khả năng còn có thể thay đổi về đường đi và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vẫn đang theo dõi sát và sẽ cập nhật các dữ liệu quan trắc mới nhất để đưa ra các dự báo tiếp theo. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Riêng khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao 2-4 mét. Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang và Lâm Đồng. Trong nhiều giờ qua, nhiều khu vực thuộc các tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dõi mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng chia sẻ, một số cò mồi bất động sản đã trục lợi từ 50 đến 100 triệu đồng từ việc bán hợp đồng tư vấn mua nhà ở xã hội. Theo đó, qua nắm bắt tình hình và kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng phát hiện có hiện tượng những cá nhân, tổ chức không đủ chức năng nhưng tiếp cận người dân để cò mồi mua nhà và trục lợi. Cò mồi đưa ra một hợp đồng tư vấn mua nhà với kinh phí từ 50 đến 100 triệu với 7 hoặc 8 điều. Tuy nhiên, thông tin trong đó đều là những quy định pháp luật đã được công khai. Chính vì vậy, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị người dân truy cập website chính thức của Sở, chủ đầu tư để tìm hiểu thông tin. Toàn bộ các quy định, thông tin tiến độ dự án đều được cập nhật thường xuyên. Người dân cần cẩn trọng đọc kỹ các hợp đồng nếu có để tránh mất tiền oan. Hiện Sở này cũng đang lên một quy trình cụ thể về việc mua nhà ở xã hội để thông báo rộng rãi cho người dân nắm và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định này. Trong thời gian tới, khi giá nhà ở các dự án cụ thể được phê duyệt, Sở cũng sẽ công khai. Bộ Xây dựng vừa đề xuất phạt kịch khung 1 tỷ đồng đối với 4 hành vi vi phạm liên quan đến chủ đầu tư không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng hay là phần diện tích sàn trong công trình, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết thời gian vừa qua, một số chủ đầu tư vì lợi ích kinh tế vẫn cố tình vi phạm như không công khai đầy đủ thông tin khi mà giao dịch bất động sản, đưa bất động sản vào kinh doanh nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định, thu tiền đặt cọc của khách hàng mua nhà chiếm tỷ lệ lớn so với giá trị của hợp đồng mua bán, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân. Do đó, Bộ Xây dựng đã tập trung lưu ý khi xây dựng nghị định thay thế là nghị định số 16 theo hướng tăng mức tiền phạt cực kịch khung 1 tỷ đồng đối với một số hành vi vi phạm.
Ngoài ra, dự thảo nghị định còn quy định yêu cầu chủ đầu tư công khai đúng đầy đủ thông tin của dự án và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cũng theo Bộ Công Thương, sẽ rà soát nghiên cứu về việc lập sàn giao dịch xăng dầu trong thời gian tới. Cũng theo các chuyên gia, việc thành lập sàn kinh doanh xăng dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc công khai thông tin cũng như là giá cả. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, việc lập sàn giao dịch xăng dầu sẽ can thiệp hạn chế quyền tự do của thương nhân phân phối, công khai, giúp các đơn vị phân phối tiếp cận nguồn hàng. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng sàn kinh doanh xăng dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ đó khả năng thao túng được giảm thiểu, đảm bảo cơ chế định giá linh hoạt, cải thiện phân phối, lưu thông xăng dầu. Hiện vẫn còn độc quyền nhà nước nhưng về cơ bản có cả tư nhân tham gia bán lẻ nên có thể lập sàn được. Song các chuyên gia cho rằng vận hành sàn giao dịch là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia của nhiều bên liên quan. Một yếu tố quan trọng cần có là sự giám sát của cơ quan quản lý độc lập nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, đảm bảo an ninh năng lượng. Dựa trên thông tin từ Hải quan, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết các quốc gia lớn đẩy mạnh thu mua giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Để duy trì và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, Hiệp hội Rau quả Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giữ vững uy tín. Theo đó, trong 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu của rau quả Việt Nam, hầu hết đều tăng trưởng từ 15 đến 96%. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 64% tổng kim ngạch xuất khẩu với 2,1 tỷ USD trong nửa đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc với 164 triệu USD và Mỹ là hơn 157 triệu USD, lần lượt tăng 55% và 33%. Đặc biệt, Thái Lan, một đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, cũng tăng cường mua hàng Việt, đạt 97 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, sầu riêng, chuối và thanh long là những sản phẩm chính đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng 6 do sầu riêng Đông Nam Bộ vào cuối vụ, làm sản lượng giảm. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quy định, người lao động đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu hàng tháng. Và một trong những nội dung được đề cập tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đó là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống còn 15 năm. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1 tháng 7, tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định đối với lao động nữ tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Theo các chuyên gia lao động, quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm hưởng lương hưu là hoàn toàn phù hợp, có lợi cho người lao động. Quy định này không phải dành cho lao động trẻ mà tạo cơ hội cho người cao tuổi tham gia bảo hiểm xã hội muộn nhưng vẫn đủ điều kiện khi về hưu hoặc những người tham gia gián đoạn có thể cộng dồn để hưởng lương hưu. Bộ Y tế cho biết thực hiện chuyển đổi số đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng trên VNEID phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vâng, đây rõ ràng là một trong những kết quả vô cùng nổi bật của Bộ Y tế trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số y tế để tạo thuận lợi nhất cho người dân. Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có văn bản về việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị ngành y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Bộ trưởng nhấn mạnh các đơn vị phải xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực triển khai, ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai tư vấn phòng bệnh từ xa, tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo nhu cầu. 100% các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo nhân lực y tế có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo thuận tiện cho người dân khi khám chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết đã có hơn 85 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử được cấp. Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện triển khai hệ thống sổ sức khỏe điện tử. Hiện Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thành công sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID. Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhân rộng ra tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.